chúng ta có bóc của Henzeta. Đây là gì? Runner của Henzeta. Bao nhiêu cái runner? 42 cái runner. Trời đất ơi, lớn nhỏ đều có đủ, cái thì to đùng, cái thì bé xíu. Đây, bé xíu, runner. Và mình sẽ làm gì cái đống này? Mềm quạt. Đây là gì? Chúng ta có cái danh. Mình đùa đây. Đây, chúng ta sẽ có nhân vật của chúng ta đây. Henzeta. Thôi, quay lại. Đây. Henzeta. Hay gọi bằng một cái tên khá thân thương đó là Zeta Boot, là bán thân không có tay, chỉ có không có tay, không có thân dưới, thì cũng có cái phần từ thân lên trên thôi, không có chân. Không biết thằng này lúc mà nó ngứa mũi thì nó gãi như thế nào nhỉ? Không, bỏ đi, gan đàm mà ngứa mũi gì. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái đế của chúng ta. Đế chúng ta làm rất là đẹp. Đây, bạn có thể thấy được chân đế của ta rất là chắc chắn, làm cực kỳ chắc chắn. Đế này là chúng ta không gáp lại nhé. Cái ghế này chúng ta sẽ đúc, có nghĩa là khi mà mở ra thì chúng ta sẽ được nguyên một khối luôn, nguyên một khối nhựa nó như vậy luôn. Và chúng ta chỉ gắn những cái thứ này và thứ này lên thôi. Còn lại, à, cả cái miếng này nữa, chúng ta phải gắn lên. Còn lại là nguyên một miếng một khối, cho nên là đế của chúng ta rất là cứng cáp, rất là đẹp. Và đây là gì? Đây là hai cái đèn pha của chúng ta. Mình sẽ tắt đèn thử cho các bạn thấy hai cái đèn pha này nó hoạt động như thế nào. Đây, hai đèn pha của chúng ta. Ta có thể chỉnh lên, chỉnh xuống, cúp đầu, xoay, xoay đây, và thậm chí các bạn có thể gỡ nó ra, quay vô mặt mình. Đây cũng quay, quay vô mặt. Đây, còn đây là về những cấu tạo phần trên của chúng ta. Đấy, các bạn có thể thấy các xi lanh của chúng ta này. Không có hít được đâu nhá, không có di chuyển gì được cái xi lanh này đâu nhá. Đấy, phần giáp vai, giáp tay nhưng mà giáp vai để phần cánh. Đây, về những chi tiết của bên trong con này thì các bạn có thể nói là nó thể hiện khá là tốt về cách ráp hay là cái gì đó, đại khái là cách ráp hay là những cái gì của con này thì cũng tạm chấp nhận được so với tầm giá của nó đưa ra. Và thật sự là mình khuyên các bạn rằng nếu có ai muốn chơi thử con này thì các bạn nên chơi hàng Bandai trước đó một khoảng thời gian, ít nhất là cũng khoảng 3-4 tháng gì đó, rồi các bạn hãy chơi qua cái hàng này. Bởi vì cái hãng này á, khi mà do tính chất nó không được như Bandai, cho nên là khi mà mình làm cái con này á, kit của nó rất là khó chịu. Nó là nhựa của nó rất là mỏng, mỏng và mềm, nhưng mà nó lại làm nó to nữa, cho nên là cái độ chịu lực của nó rất là yếu và
Đặc biệt mình không thích ở câu này đó là khi mà bạn gắn những chi tiết này nè, bạn phải rất là cực để bạn mới gắn vô được cái bộ phận của nó, có thể nói là đào tài đấy, cực kỳ đào tài. Mà con này chúng ta có cả một cái bộ phận đèn LED đi theo chung với nó. Mình sẽ nói cái đèn LED đó sau nhé. Ở đây, ở phần chi tiết này, cánh thì làm rất là đẹp. Có thể nói là cái cánh của nó với tai chúng ta là rất là đẹp và rất là to nhé. Đây các bạn có thấy thử to và dài, đen, đầu màu đỏ nữa. Chắc bạn hiểu ý mình nói gì mà phải không? Đấy. Nói chung thì nếu các bạn chơi con này ấy, mà nếu mình nói tính về trải nghiệm mà gáp con này thì nói chung thì nó cũng rất là mệt, rất là đau tay. Các bạn cũng phải dùng nhiều cái kỹ năng, chẳng hạn như là các bạn dùng dao để các bạn gọt những cái chi tiết, những chi tiết mà giữa cái khoảng mà hở mà vòng tròn, không, khi bạn gắn một cái hình trụ là có khi cái vòng tròn của cái nó bự hơn cả cái hình trụ để bạn nhét nó vào, và bạn phải lấy dao bạn gọt cái vòng tròn cho nó to, tí xíu rồi mới nhét cái vô vô những cái kit mà nó hình trụ. Và nói với bạn là gáp cực kỳ mệt và cắt á, nó rất là đau tay và nó rất là dễ bị hư kit. Là đây mình sẽ cho bạn thấy là cái sự chịu lực nó yếu đây. Đây chi tiết này này, thấy các bạn thấy không? Đáng lẽ nó không đem về gì đâu, mà do lúc mà mình để ở trong cái hộp á, khi mà hộp hộp khi mà nó về đó thì nó lại bị ọp ẹp rất là nhiều. Khi mà mình mở ra thì cái miếng này này nó đã bị cong xuống rồi, nó đã bị cong, cái nó bị cong vảnh lên, thì mình không thể nào mình gắn này cho nó sát được, cho nên mình đã bẻ nhẹ nó xuống và nó có đường như thế này. Thì hiển nhiên thì không phải kit nào cũng bị vậy nhé, do mình xui thôi. Nhưng mà mình thấy đánh giá là do cái này, cái là cái một cái mảng nhựa quá bự như vậy, mảng nhựa nó quá bự. Và khi mà mảng nhựa bự như thế á, thì để trên đây là thế nào nó cũng sẽ bị cong chắc chắn. Và cái nhựa của nó mình cảm thấy mình không thích lắm so với những cái nhựa khác. Nếu mà các bạn có kỹ năng mà về sơn á thì các bạn nên sơn lại con này thì nó sẽ rất là đẹp hơn. Và hiện tại thì mình vẫn chưa dán decal nước cho con này, nói chung là mình lười decal nước thì ghép vào nó cũng vậy thôi, tại vì bản thân con này chơi thì như vậy cũng được. Và chúng ta sẽ có một vài chi tiết là kim loại ở con này, và hầu như nó đều rơi vô những cái phần xi lanh này. Đây, những cái trụ như này lại rớt. Này, những cái xi lanh như vậy thì chúng ta nó được làm bằng kim loại. Đây cũng vậy. À, nó làm cho khi mà có những cái này này, khi mà nhìn vô cái con của mình á, như cái bớt này nhìn rất là đẹp. Đây là kim loại. Đây cũng vậy. Thì cứ đối diện qua. Chúng ta có đâu nữa? Rồi chúng ta có ở hai cái mang tay của nó, hai cái mang tay mà cái này chắc. Đây, nằm trên đây không là kim loại. Giờ chúng ta có một cái miếng. Cái miếng mình chả biết gọi là cái miếng gì mà nó cũng là bằng kim loại luôn, kim loại rất là mỏng. Thì nó được trang bị ở đây, ở những cái khoang lỗ tai trong đây. Khi mình nhìn vào á, mình nó giống như là cái chỗ thoát khí vậy bạn, thoát khí của robot á, khi bên đây và những cái trên này. Rồi mình sẽ thử chế độ đèn LED của nó cho các bạn xem một lần nhé, đèn LED của con này. Đây, để sử dụng đèn LED thì mình phải xài một cái adapter. Adapter của mình là adapter của máy ảnh Sony, và cục đầu pin này, cục đầu USB. Các bạn có thể dùng cái này để gắn vào cái PC của mình và để trên cái máy tính bảng của mình cũng rất là đẹp. Nhìn được gắn ở đây này. Này, các bạn thấy không? Nó có cái cục này. Đấy. Là dở lên.
Đây, chúng ta gắn vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Gắn xong chúng ta sẽ che lại. Ở đây có pin đó nha các bạn. Ở đây có pin nằm trong đây, nhưng mà không hiểu sao là một cục pin 3A thì nó sẽ là hai cục thì nó sẽ là 3V. Thì không hiểu sao thì nó lại không sáng, nhưng mà phải dùng cái này thì nó lại sáng. Đây, mình găm điện vào nhé. Rồi chúng ta sẽ tắt đèn nhé. Đây là hình ảnh khi chúng ta bật đèn con này lên. Cái vai của mình thì nó lại bị yếu nữa này, cho nên lại không sáng nữa này. Đấy, các bạn thấy cực khổ không? Đấy, đồ China là nó vậy đấy. Khi các bạn không sát dây thì nó sẽ không sáng được của nó. Đây, mình sẽ bật cái đèn pha lúc nãy của mình lên. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó làm cho cái con của chúng ta nhìn nó lộng lẫy hơn rất là nhiều. Đây là sau lưng. Mình sẽ quay cái sau lưng cho các bạn xem nhé. Đấy, mặt sau của chúng ta. Đây, các bạn thấy không? Nó lại không sát nữa này. Đây, cái này là một phần do kit của chúng ta. Do cái dây điện ở bên trong nó rất là dễ bị lỏng mà mấy cái. Do cái dây điện ở bên trong của chúng ta nó rất là dễ bị lỏng đó. Đó là một trong những thứ mà mình muốn. Đấy, dây điện vô điện vô bên trong mà nó sẽ làm cho cái kit chúng ta nó bị lỏng mà nó lâu chúng ta nó sẽ lại nó lại không sáng. Không sáng đều. Đây, mình sẽ làm cho các bạn thấy. Và nó sẽ sáng đều cho lại cho các bạn xem. Đấy, cái kit nằm đây này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Rất bình thường. Và đó là những cái thứ mà đồ không phải chính hãng mang lại cho chúng ta, nhưng nó cũng có thể là chấp nhận được khi chúng ta sử dụng một thời gian ngắn khoảng cỡ 3-4 năm gì đó, nhưng mà không biết thời gian dài hay nó như thế nào. Nhưng mà nhìn chung nó cũng là một cái headboot cũng khá là đẹp so với khúc tầm giá của con này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem lại. Đấy, về đèn đuốc rác cả thì rất là đẹp, tuyệt vời, lấp lánh, không che gì đâu được. Đấy là những gì mà chúng ta có được từ con này. Các bạn có thể nhìn cận cảnh cái đầu của chúng ta hơn, về led chiếu thế này rất là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp. Đúng là led của hàng China ha, mình kêu đạm là China nhé. Đấy, rất là đẹp. Nhìn các bạn có thể đem nó làm đèn ngủ nếu các bạn thích. Và cái nhận xét của mình về con này ấy, thì về mặt bằng chung, nếu mà bạn chơi trải nghiệm lắp ráp con này thì các bạn sẽ rất là mệt khi mà các bạn làm ở con này, bởi vì là kit thì rất là mỏng và rất là to, cho nên là nó không chịu được áp lực tốt. Và thứ hai đó là do nó to như vậy, khi mà các bạn gắn những cái khớp lại với nhau thì rất là khó gắn. Các bạn phải đè cho đúng khớp và các bạn phải dùng lực rất là nhiều và sẽ ảnh hưởng tới là sự đau tai. Nhưng chúng ta bù lại được
chúng ta có gì? Chúng ta có một cái con headbrush rất là đẹp. Khi chúng ta lắp ráp xong và nó lại thêm đèn led làm cho con chúng ta có thể lung linh và đẹp hơn. Mình là một fan của Zeta và mình rất là mong chờ một ngày nào đó Bandai sẽ làm một cái con đẹp hơn để mình mua. Đó là mình cũng có Red Zeta Red, Red Sinet và Zeta bình thường. Mình sẽ review Red Sinet sau. Mình đã ráp xong rồi. Nhưng mà do là mình thích cái những cái gì mà màu nguyên bản của nó, Zeta đúng trong chuyện của nó, cho nên là mình làm con này. Và mình mong rằng một ngày nào đó Bandai sẽ làm Zeta phiên bản Metal Build hoặc là phiên bản Beta Composite. Và mình nhắc nhớ các bạn điều cuối cùng ở video, đó là các bạn nên làm, khi bạn chơi những con này các bạn nên làm trước những hàng Bandai trước đó, những hàng Bandai, để các bạn tập được cái cách cắt các gây, các rồi xử lý ghẻ của những con này, và một chút gì đó kỹ năng gọi là cạo và chà nhám ở con này. Và một kỹ năng vô cùng quan trọng đó là các bạn phải đọc được hướng dẫn và đọc kỹ càng hướng dẫn, bởi vì led của con này tuy rằng nó được cho luôn các bạn không cần phải cắt hay làm bất kỳ nối dây gì hết, mà các bạn gắn phải cho đều, bởi vì led con này cũng khá là mỏng, cho nên là các bạn phải làm cẩn thận thì các bạn sẽ được cái mẫu Gundam Headbird đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video mình tới đây.